Thị trường nhà ở dự báo còn khó khăn đến 2026. Theo VN Invest, thị trường nhà ở đang tắc nghẽn và khó thoát khỏi tình trạng này cho đến năm 2026, theo đánh giá của Bank of America. Theo dự báo của Bank of America, tình trạng thiếu nhà ở, giá cao vẫn kéo dài tại Mỹ. Cùng với đó, lãi vay mua nhà có thể không giảm nhiều, ngay cả khi Cục Dự trữ Liên bang Fed cắt giảm lãi suất. Trưởng bộ phận kinh tế Mỹ tại Bank of America, Michael Gabin, khuyên những người lần đầu mua nhà nên kiên nhẫn, việc này sẽ phải mất nhiều năm mới giải quyết được, không có giải pháp thần kỳ nào cả, ông nói trên CNN. Giá bất động sản tăng vọt trong thời kỳ Covid-19, sau đó cuộc chiến chống lạm phát của Fed khiến lãi suất tăng cao. Cú đâm kép khiến việc mua nhà lúc này trở nên khó khăn, đó là một sự kết hợp kỳ lạ, lãi vay tăng đáng kể và giá nhà cũng đi lên. Điều này thường không xảy ra, Gabin nói. Tháng trước, giá nhà trung bình đã tăng tháng thứ 11 liên tiếp lên mức kỷ lục 419.300 đô la Mỹ, tăng 6% so với cùng kỳ năm 2023. Bank of America dự báo bất động sản tại nền kinh tế lớn nhất thế giới sẽ đắt thêm 4,5% năm nay và 5% năm sau, trước khi giảm 0,5% vào năm 2026. Trong khi đó, dữ liệu từ hãng thế chấp Freddie Mac cho biết lãi suất trung bình của khoản vay cố định 30 năm đã đạt mức cao nhất trong 6 tháng là 7,22% vào đầu tháng 5. Mức này giảm xuống quanh 6,87% vào ngày 20 tháng 6. Giá nhà tăng cao do thiếu hụt nguồn cung, trong khi lý do ảnh hưởng đáng kể đến nguồn cung là hiệu ứng khóa tài sản, tức là những người đã mua nhà với lãi suất thấp ở thời điểm dịch Covid-19 không muốn bán lại để mua căn hộ mới khi giá và lãi vay tăng. Bank of America cảnh báo hiệu ứng này có thể kéo dài thêm 6 đến 8 năm nữa, nghĩa là nguồn cung bất động sản vẫn khó khăn trong thời gian tới. Về lý thuyết, nguồn cung nhà xây mới giúp tháo gỡ thị trường. Tuy nhiên, nhà băng này dự kiến số lượng nhà khởi công mới sẽ không thay đổi trong những năm tới. Theo kết quả thăm dò gần đây của Gallup, chỉ 21% người Mỹ cho rằng đây là thời điểm tốt để mua nhà, nhưng 76% người được hỏi nói hiện không phải lúc mua nhà. Chuyên gia Gabin của Bank of America cho rằng nếu nền kinh tế Mỹ đạt được cú hạ cánh mềm, nghĩa là lạm phát hạ nhiệt mà không gây ra suy thoái kinh tế, thì nguy cơ giá nhà sẽ tăng cao hơn dự đoán. Vậy đối với thị trường nhà ở tại Việt Nam trong thời gian tới sẽ như thế nào? Quý khán giả hãy theo dõi tiếp video sau đây nhé! Theo như tham luận trình bày tại hội thảo về quản lý đất đai ở thành phố Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản thành phố Hồ Chí Minh HODEA, ông Lê Hoàng Châu cho biết, trong năm 2023, nhiều khả năng thị trường bất động sản tại thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục rơi vào tình trạng nguồn cung mất cân đối. Ông Châu đưa ra dẫn chứng rằng trong quý 1 2024, chỉ có một dự án nhà ở thương mại được chấp thuận chủ trương đầu tư, đồng thời với chấp thuận nhà đầu tư với diện tích 3.647,4 m², và chỉ có một dự án cũ đã hoàn thành đầu tư xây dựng với quy mô 219 căn hộ. Thực trạng cho thấy thị trường bất động sản tại thành phố Hồ Chí Minh không có dự án nhà ở thương mại nào đủ điều kiện huy động vốn bán nhà ở hình thành trong tương lai, khi hiện có 62 dự án nhà ở thương mại, dự án cũ đang triển khai với 28.462 căn hộ. Ngoài ra, do vướng mắc về mặt pháp lý mà có đến 148 dự án bất động sản, nhà ở xã hội, nhà ở thương mại tại thành phố Hồ Chí Minh chưa thể hoàn thành thủ tục đầu tư, xây dựng, kinh doanh hoặc bị dừng triển khai, dẫn đến hơn 58.000 khách hàng mua nhà ở các dự án chưa được cấp sổ hồng theo tạp chí Thanh Niên Việt. Việc mất cân đối cung cầu nhà ở, thiếu hụt nguồn cung nhà ở dẫn đến hiệu quả giá nhà có thể bị đẩy lên cao hoặc neo giá cao, đặc biệt lệch pha về phân khúc nhà ở cao cấp cũng như thiếu nguồn cung nhà ở thương mại giá bình dân, nhà ở xã hội. Tính từ đầu năm đến nay, thị trường bất động sản tại Hà Nội gần như sôi động trở lại sau khi giá rao bán tăng mạnh, đặc biệt phân khúc chung cư. Các phân khúc khác như đất thổ cư, liền kề, biệt thự cũng nóng dần lên nhưng giao dịch thành công không nhiều. Theo như dữ liệu mới nhất, giá rao bán trung bình của chung cư tại Hà Nội trong vòng 2 tháng đầu năm đã tăng đến 17% so với cùng kỳ năm 2023, thậm chí có nhiều dự án tăng trên 20% chỉ sau một năm. Những loại hình bất động sản khác như thổ cư, biệt thự liền kề cũng tăng giá theo. Ở những khu vực như Thanh Trì, Hoài Đức, Yên Nghĩa, đất thổ cư đã được giao bán với mức 50-60 triệu đồng một mét vuông, trong khi các quận như Cầu Giấy, Thanh Xuân, Nam Từ Liêm, giá nhà trong ngõ ô tô con không vào được cũng đã được đẩy lên mức 130-150 triệu đồng một mét vuông. Dù giá rao bán bất động sản ở nhiều phân khúc bị đẩy lên cao, nhưng giao dịch thực tế lại không tăng mạnh. Theo ông Nguyễn Văn Đính, Chủ tịch Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam, thị trường hiện không ở trong giai đoạn sốt, bởi giao dịch dù có tăng nhưng cũng không nhiều, bởi người có nhu cầu ở thực vẫn cần cân nhắc, còn với nhà đầu tư vẫn lăn tăn thời điểm xuống tiền, theo báo Thanh Niên. Vậy, kịch bản nào cho thị trường bất động sản thời gian tới? Quý khán giả hãy theo dõi tiếp video sau đây nhé! Thị trường bất động sản được dự báo sẽ có nhiều khởi sắc từ nửa cuối năm 2024. Các chuyên gia và các nhà đầu tư cũng kỳ vọng thanh khoản trong năm 2024 sẽ khởi sắc hơn ở phân khúc chung cư, trung cấp và bình dân.
nhà ở xã hội tại các trung tâm cũng như các tỉnh ven trung tâm do nguồn cung mới chưa được cải thiện, nhưng nhu cầu mua nhà ở thực vẫn gia tăng. Ngoài ra, phân khúc căn hộ đáp ứng nhu cầu ở thực tại vùng nội đô hoặc ven trung tâm với cơ sở hạ tầng phát triển sẽ có khả năng phục hồi sớm trong năm 2024 do sự gia tăng liên tục của tầng lớp trí thức. Ngày càng nhiều gia đình có nhu cầu mua nhà để cho con cái có nơi an cư cũng như học tập tại các thành phố lớn. Các chuyên gia cũng nhận định việc đầu tư vào giao thông, y tế cũng như giáo dục sẽ giúp nâng cao chất lượng cuộc sống, thu hút người dân đến sinh sống và làm việc, từ đó thúc đẩy nhu cầu sở hữu căn hộ khu vực trong thành phố. Ngoài ra, lãi suất huy động hiện nay vẫn đang neo ở mức thấp, chỉ từ 4 đến 6% trên năm, lãi suất cho vay do đó cũng giảm theo. Theo như thông tư 06 Ngân hàng Nhà nước sửa đổi, cho phép người mua nhà được vay ngân hàng trả nợ ngân hàng và chính sách kích cầu của chủ đầu tư cũng là yếu tố kích thích thị trường thanh khoản hơn. Chủ tịch HORECA nhận định rằng thị trường sẽ tăng trở lại vào năm 2025 nếu như được tiếp sức bằng việc Quốc hội cho phép áp dụng sớm 6 tháng kể từ 1 tháng 7 2024 đối với luật đất đai 2024, luật nhà ở 2023 và luật bất động sản 2023 và dự kiến xem xét hai dự thảo nghị quyết thí điểm của Quốc hội. Trong khi đó, dưới góc nhìn của các chuyên gia, khả năng giá bất động sản sẽ tăng sau khi ba luật quan trọng có liên quan đến bất động sản gồm luật đất đai, luật nhà ở và luật kinh doanh bất động sản chính thức có hiệu lực, theo báo Người đưa tin. Những điều khoản mới được quy định sẽ giúp thúc đẩy mức độ chính xác trong việc cập nhật giá đất tăng cao hơn và đất nền là loại hình chịu sự tác động mạnh nhất do chịu ảnh hưởng từ quy định cấm phân lô bán nền tại 105 thành phố và thị xã. Theo bà Trang Bùi, Tổng giám đốc Cushman & Wakefield, đất nền là loại hình rất nhạy cảm với các thông tin của thị trường cũng như cơ sở hạ tầng, giao thông, dự án bất động sản lớn, quy hoạch các khu công nghiệp. Nhiều cơn sốt đất diễn ra nhưng chỉ trong thời gian ngắn, do đó bà Trang Bùi khuyến nghị các nhà đầu tư nên cẩn trọng trước những rủi ro, chôn vốn khi đầu tư vào các sản phẩm trong cơn sốt giá mà thiếu đi giá trị sử dụng thực. Còn bạn, bạn có nhận định gì về thị trường bất động sản trong thời gian tới? Hãy để ý kiến ở dưới video nhé! Sau dự thảo nghị quyết của Quốc hội cho phép luật kinh doanh bất động sản sửa đổi và luật nhà ở sửa đổi có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7, 2024, thì luật đất đai 2024 cũng đang trình chính phủ đề nghị Quốc hội chấp thuận cho phép có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7. Đối với luật đất đai sửa đổi, những điểm mới liên quan đến các quy định về quy hoạch, thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, bồi thường, tái định cư cho người dân có tính đồng bộ cao với các luật chuyên ngành khác. Đồng thời, các quy định về bỏ khung giá đất và quy định bảng giá đất hàng năm tiệm cận với giá thị trường là những thay đổi rất tích cực. Nhìn lại 6 thay đổi và tác động của luật đất đai sửa đổi đến bức tranh thị trường bất động sản. Thứ nhất, quy định cụ thể các trường hợp giao đất trực tiếp không qua đấu giá, đấu thầu, làm nhà ở xã hội, nhà lưu trú cho công nhân, giao đất ở cho các giáo viên, nhân viên y tế, công tác tại các xã biên giới, hải đảo thuộc vùng có điều kiện khó khăn. Tác động tới thị trường chung, giúp thị trường phát triển thuận lợi hơn, giảm thiểu tối đa các khiếu kiện liên quan đến đất đai. Tới các chủ đầu tư, rút ngắn thời gian và chi phí trong quá trình tiếp cận đất đai, đầu tư phát triển dự án. Tới người dân, hỗ trợ tăng nguồn cung nhà ở cho người có thu nhập thấp, đảm bảo nhà ở cho người dân, phát triển kinh tế, xã hội vì lợi ích quốc gia công cộng. Thứ hai, quy định các trường hợp còn lại được giao đất, cho thuê đất, thông qua đấu giá, đấu thầu công khai. Tác động tới thị trường chung, giúp thị trường phát triển theo hướng công khai, minh bạch, tránh các trường hợp sân sau. Từ đó lựa chọn được các chủ đầu tư có đủ năng lực tài chính và năng lực triển khai, góp phần giúp sử dụng hiệu quả đất đai, đẩy nhanh tiến độ pháp lý của dự án và thúc đẩy nguồn cung cho thị trường. Tới nhà đầu tư, tạo cơ hội công bằng như nhau giữa các chủ đầu tư trong việc tiếp cận đất đai. Từ đó, những chủ đầu tư có đủ năng lực tài chính và năng lực triển khai, nếu không có quan hệ, vẫn có cơ hội tiếp cận đất đai bình thường. Tới chính quyền địa phương, giúp địa phương xác định cụ thể cơ chế giao đất nhằm giải quyết vướng mắc về bàn giao đất để triển khai dự án. Thứ ba, đẩy mạnh cho thuê đất trả tiền hàng năm, đồng thời chủ đầu tư vẫn được thế chấp cả quyền sử dụng đất và tài sản trên đất. Tác động tới chủ đầu tư và thị trường chung, làm giảm áp lực về tài chính cho các chủ đầu tư, từ đó giúp các chủ đầu tư có thể tập trung triển khai dự án nhanh hơn, đẩy nguồn cung sớm hơn ra thị trường. Đồng thời, khi áp lực tài chính được giảm bớt cũng tạo cơ hội để các chủ đầu tư có cơ hội hoàn thiện dự án với chất lượng cao hơn. Tới chính quyền địa phương, tạo cơ hội gia tăng tiền sử dụng đất thuê được theo thời gian. Lưu ý, vì tiền thuê đất xác định theo từng năm nên sẽ có sự biến động. Để đảm bảo sự an toàn trong bài toán tài chính của chủ đầu tư nên khống chế một tỷ lệ giới hạn trong giá thuê thay đổi hàng năm, tránh trường hợp chủ đầu tư để dự phòng mức quá thấp gây bất lợi cho mình, nếu để cao quá gây bất lợi cho khách hàng. Thứ tư, cho phép các tổ chức cá nhân không trực tiếp sản xuất nông nghiệp được nhận chuyển nhượng đất trồng lúa của hộ gia đình cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp. Tuy nhiên, phải có phương án sử dụng hợp lý, hiệu quả. Tác động, mở rộng đối tượng và hạn mức sử dụng đất nông nghiệp, giúp phân khúc bất động sản nông khởi sắc, nhộn nhịp hơn.
Thứ năm, người Việt Nam định cư ở nước ngoài có quốc tịch Việt Nam có quyền và nghĩa vụ sử dụng đất như cá nhân trong nước. Tác động tới thị trường chung, góp phần làm tăng nhu cầu đối với sản phẩm bất động sản, tạo cơ hội tăng giao dịch, từ đó thúc đẩy nguồn cung bất động sản tới người dân, đảm bảo sự bình đẳng, công bằng. Thứ sáu, về việc bồi thường tái định cư khi nhà nước thu hồi đất. Nội dung 1 quy định 32 trường hợp cụ thể thu hồi đất vì lợi ích quốc gia. Tác động giúp minh bạch, công khai mọi thông tin, quy định tránh các trường hợp khiếu kiện, khiếu nại. Nội dung 2 bỏ quy định khung giá đất, xác định giá theo nguyên tắc thị trường, không phải theo giá thị trường, đảm bảo hài hòa lợi ích các bên. Tác động tới nhà nước, tăng thêm nguồn thu ngân sách từ đất đai, tới chủ đầu tư, giúp doanh nghiệp thúc đẩy tiến độ giải phóng mặt bằng, tới người dân, đảm bảo quyền lợi, lợi ích chính đáng của người dân khi có đất đai thuộc diện bị thu hồi. Xoay quanh nội dung về luật đất đai 2024, chúng tôi đã sản xuất nhiều video liên quan. Nội dung chi tiết được đính kèm ở phần mô tả và cuối video này. Quý vị và các bạn hãy nhấn vào đường link để xem thêm nhé. Ứng dụng Cà Phê Lem Protect với giao diện hiện đại, dễ sử dụng, cùng hơn 4.000 tên mua bán dự án, thông tin đầu tư đầy đủ và cập nhật liên tục mỗi ngày, giúp bạn đầu tư bất động sản hiệu quả hơn. Và ứng dụng này hoàn toàn miễn phí. Vậy còn chần chừ gì mà không tải xuống ứng dụng ngay hôm nay? Link tải nằm ngay mô tả các bạn nhé. Cà Phê Lem Protect, đáp ứng mọi lĩnh vực bất động sản.